Ngày hôm nay chúng ta xuất phát với một đội hình chắc chắn sẽ là kiểm soát bóng, thi đấu chắc chắn ở phần sân nhà và sẽ tận dụng tối đa những thời cơ. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Chúng ta ra sân với bộ trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Ngày hôm nay bên phía đội tuyển nữ Myanmar chúng ta vẫn thấy những cái tên hết sức quen thuộc trong khoảng 5 kỳ SEA Games trở lại đây. Có thể kể tới như là đội trưởng Khin Manatun, cầu thủ năm nay đã 35 tuổi, hay là Khin Momotun, Khin Thengitun, Huỳnh Như. Trong sơ đồ huấn luyện viên Mai Đức Chung bố trí ở trận này thì Huỳnh Như là mũi nhọn cao nhất, và hỗ trợ cho Huỳnh Như sẽ là bốn tiền vệ ở phía sau, bao gồm hai cánh đó là Bích Thùy và Tuyết Dung, và ở giữa là Thái Thị Thảo và Dương Thị Vân. Đây là bộ đôi tiền vệ trung tâm có khả năng thu hồi bóng và tham gia hỗ trợ phòng ngự tốt. Và ở dưới thì huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn bố trí bộ ba trung vệ, đó là Thúy Nga, Diễm My và Trần Thị Thu. Chúng ta không khó để có thể nhận ra được đây là một sơ đồ, một đội hình rất kinh nghiệm. Ba trung vệ của đội tuyển nữ Việt Nam là ba cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trần Thị Thu sinh năm 1991, bằng tuổi với Trần Thị Thúy Nga. Còn Diễm My sinh năm 1996. Như vậy là hai trung vệ trẻ của chúng ta ở giải này, đó là Hải Linh và Thu Thương, đều không sử dụng ở trong đội hình xuất phát của trận này. Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu chắc chắn và dựa vào kinh nghiệm của những cầu thủ kỳ cựu. Đó là một tính toán hết sức hợp lý. Tuyết Dung. Đường chéo bóng vào trong, đánh đầu, không được. Trong những phút đầu tiên thì đội tuyển nữ Việt Nam đã dồn lên để gây sức ép lên khung thành của thủ môn Myo Mia Mia Nia In. Đó là cú sút từ khoảng cách rất xa của trung vệ Trần Thị Thúy Nga. Đây mới là trận đấu thứ hai của Thúy Nga tại một kỳ SEA Games. Và ở trận đấu đầu tiên thì cô cũng đã chơi, có thể đánh giá là tròn vai. Đội tuyển nữ Việt Nam đang pressing. Pha tranh chấp của Bích Thùy đối với hậu vệ Phil Win của đội bạn, Dương Thị Vân. Hai cái tên đã không xuất hiện ở trong trận đấu với Malaysia đang hiện diện trên sân lúc này của đội tuyển nữ Việt Nam, đó là thủ thành Trần Thị Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung. Ở trận đấu đầu tiên thì Khổng Thị Hằng là người bắt chính. Đó là lỗi của một cầu thủ Myanmar, người bị phạm lỗi là Thái Thị Thảo, một trong hai tiền vệ trung tâm của chúng ta ở trận đấu ngày hôm nay. Ở trên sân lúc này chúng ta có rất nhiều những chuyên gia xuất phạt. Bích Thùy, Tuyết Dung, Huỳnh Như đều là những cầu thủ có khả năng xuất phạt tốt. Đứng trước bóng lúc này đang là Bích Thùy và Tuyết Dung. Nếu như có bàn thắng sớm thì đó sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta trở nên hưng phấn hơn và những đôi chân chắc chắn là cũng thanh thoát hơn. Có lẽ sẽ là một quả treo bóng vào khu vực 16-50 của Bích Thùy. Đó là pha phối hợp của Tuyết Dung và Bích Thùy, nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành của Mia Mia Nia In. Myanmar và Việt Nam là hai đối thủ có thể nói là đã quá quen thuộc và đã quá hiểu nhau trong khu vực Đông Nam Á. Trước đây khi mà Thái Lan chưa có những bước tiến về bóng đá nữ thì Myanmar mới là đối thủ số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam.
Mai Thị Thảo. Lần gần nhất mà chúng ta đối đầu với Myanmar đó là tại giải vô địch Đông Nam Á 2022. Ở giải đấu đó thì đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp Myanmar một lần ở vòng bảng. Chúng ta thắng 4-0 nhưng lại để thua trong trận tranh vị trí thứ 3 với tỷ số là 3-4. Khá hay Huỳnh Như. Mai Thị Thảo. Dương Thị Vân không được. Myanmar cũng có những cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm và điểm mạnh của đội bóng này là một thể lực nền tảng tuyệt vời. Một nền tảng thể lực sung sức, điều đó đã được thể hiện trong trận đấu với Philippines. Trận đấu mà họ đã đua thể lực tới tận những phút cuối cùng và đã có bàn thắng quyết định ở phút chót để giành 3 điểm vô cùng quan trọng. Trước đó tại giải vô địch châu Á Asian Cup 2022 thì Myanmar đã gặp Việt Nam và chúng ta hòa đối thủ với tỷ số 2 đều. Bích Thủy rất tích cực áp sát, rất hay, lấy bóng tuyệt vời, Dương Thị Vân. Đó là cú sửa lòng bằng chân trái của Dương Thị Vân. Nhưng trước đó là tình huống tranh chấp và lấy bóng trong chân đối thủ của Nguyễn Thị Bích Thủy. Với đánh giá của giới chuyên môn thì Bích Thủy là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu đầu tiên. Mặc dù Bích Thủy chỉ ra sân có 45 phút nhưng khả năng di chuyển rộng, tốc độ và sự lắt léo của Bích Thủy tuyệt vời. Thúy Nga, Dương Thị Vân, Hoàng Thị Loan không được. Quả treo bóng của Hoàng Thị Loan hơi sâu. Trong khoảng 7 phút đã qua của trận đấu thì chúng ta đang là những người làm chủ thế trận. Rõ ràng là huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quá hiểu lối chơi của đối phương. Với những con người trên sân, với lối đá của Myanmar đã không còn xa lạ gì nữa. Chúng ta chờ đợi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tận dụng tốt những cơ hội và tạo ra được những sức ép vừa đủ để có được bàn thắng. Đó là một đường phát bóng lên cho tuyến trên của cầu thủ Myanmar. Ở trận đấu ra quân của mình thì đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 bằng các bàn thắng của Phạm Hải Yến, của Bích Thùy và Huỳnh Như. Đó là trận đấu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã có 5 sự thay đổi trong hiệp 2 để còn tính toán những phương án cho những trận đấu khác nữa. Tuy nhiên trong hiệp 2 chúng ta không có thêm một bàn thắng nào. Nguy hiểm quá, Thúy Nga để mất bóng rồi. Mất bóng quá nguy hiểm. Hai tình huống mắc lỗi nghiêm trọng của Thúy Nga. Đội bạn cũng rất khéo, Dương Thị Vân. Đội bạn đang pressing. Khung thành của Kim Thành đang thực sự đứng trước những khó khăn. Thái Thị Thảo phản công cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tuyết Dung. Hoạt bóng rất tốt. Đường truyền cho Huỳnh Như, hay quá Huỳnh Như. Không chia bóng bằng chân phải và một cú đệm lòng tuyệt vời, rất nhẹ nhàng.
cần phải giữ được sự tập trung và bình tĩnh. Vì Nga đây là lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ SEA Games và chắc chắn cũng đang có những vấn đề về mặt tâm lý. Đội bạn đã phá bóng an toàn. Bích Thùy. Suýt chút nữa thì đã có một đường chọc khe của Bích Thùy cho Huỳnh Như. Rất tốt, Thu Thảo. Lỗi rồi. Sự xông xáo và tầm ảnh hưởng của Bích Thùy ở cánh phải đang khiến cho hai cầu thủ phòng ngự bên phía đội bạn tỏ ra hết sức lúng túng và khó khăn. Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia có lẽ phải lên tới 40 độ C. Và đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta phải thi đấu cả 3 trận vòng bảng ở khung giờ này. Đó là một thử thách rất khó khăn của các cô gái của chúng ta và đội tuyển nữ Việt Nam. Rất cần sự ủng hộ của người hâm mộ. Sẽ không có một quả đá phạt góc nào cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hãy cùng xem lại quả đá phạt của Tuyết Dục. 2/3 thời gian của hiệp 2, xin lỗi quý vị, hiệp 1 đã trôi qua. Và chúng ta vẫn đang là đội bóng có được lợi thế với bàn thắng ở phút thứ 10 của đội trưởng Huỳnh Như. Đó là một tình huống lên bóng khá thoáng của Myanmar. Chúng ta không được để cho đội bạn có khoảng trống. Vừa rồi thì người đã bọc lót ở vị trí dưới cùng của hàng phòng ngự lại là Bích Thùy. Vẫn đang có những sự chệch choạc nhất định nơi hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Cần phải rất cẩn trọng với những tình huống như thế này. Kim Malatun, một cựu binh của đội tuyển nữ Việt Nam rất kỳ cựu. Kim Malatun sinh năm 1988 và năm nay vẫn thi đấu tại SEA Games. Các bạn có thể quan sát nhiệt độ trên sân và bầu không khí trên sân lúc này để cảm nhận được sức nóng tại sân vận động Army của Phnom Penh. Dương Thị Vân. Có nhiều khán giả cũng nhắc tới Hoàng Quỳnh. Vâng, Hoàng Quỳnh thì năm nay đã chia tay với đội tuyển nữ Việt Nam để đón niềm vui, chuẩn bị chào đón em bé thứ hai. Nên Hoàng Quỳnh có lẽ là tạm chia tay. Rất có thể trong tương lai thì Hoàng Quỳnh sẽ quay trở lại với màu áo đội tuyển quốc gia. Chúng ta cần rất cẩn trọng trong những tình huống như thế này. Nguy hiểm quá! Trời ơi! Như vậy là chúng ta đã nhận bàn thua rồi. Đó là tình huống mắc lỗi của Thúy Nga, rất đáng tiếc. Thúy Nga đã không thực sự quyết liệt với cầu thủ của đội bạn. Đó là tình huống mà hậu vệ Mao số 6 này với chiều cao và thể hình tốt cần phải có một tình huống tranh chấp quyết liệt hơn. Có lẽ là trong hiệp 2 Thúy Nga sẽ được
huấn luyện viên Mai Đức Chung rút ra. Thúy Nga đã mắc khá nhiều lỗi trong những phút đã qua. Chúng ta đã không còn lợi thế lớn từ bàn mở tỷ số nữa. Bây giờ trận đấu đã trở lại vạch xuất phát. Tất nhiên là việc để thủng lưới là điều không ai muốn. Tuy nhiên thời gian của trận đấu còn rất nhiều và cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam là vẫn còn. Thúy Nga là một cầu thủ không phải là trẻ tuổi. Thúy Nga sinh năm 1991. Tuy nhiên thì đây là SEA Games đầu tiên của cầu thủ này. Và với một cầu thủ lần đầu bước ra một giải đấu quốc tế thì sẽ không tránh khỏi việc gặp tâm lý. Tuy nhiên thì Thúy Nga hay bất cứ một cầu thủ nào khác, trong một trận đấu thì chúng ta cũng không thể nói trước điều gì. Và tất nhiên Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan, đó là pha lên bóng một cánh phải của đội bạn. Không có ai hỗ trợ ở phía trên. Đội bạn đang tận dụng rất nhanh những tình huống để mất bóng của hàng thủ bên phía đội tuyển Việt Nam để triển khai bóng một cách tốc độ lên phía trên. Bù giờ thứ ba rồi. Ở những giải đấu trước đây thì cũng không phải là ít lần đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đứng trước những khó khăn. Gần nhất là ở giải vô địch châu Á, khi mà chúng ta đứng trước cơn bão Covid thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã phải vượt khó và chúng ta đã vượt khó thành công. Đó là tinh thần của người Việt Nam. Và tất cả những thử thách này, khi chúng ta vượt qua được thì vinh quang sẽ thực sự là đáng giá và đáng nhớ. Như vậy là trọng tài chính đã nổi còi khép lại 45 phút đầu tiên trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar. Chúng ta đã có được niềm vui sớm với bàn thắng của Huỳnh Như. Nhờ những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận bàn thua ở những phút cuối. Người ghi bàn đó là Momotun. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong khoảng hơn 10 phút trước khi đến với những diễn biến của hiệp 2. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với những hình ảnh được các phóng viên và kỹ thuật viên của VTV Cup truyền trực tiếp từ sân vận động Ami, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến trong hiệp 2, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar. Trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của bảng A, môn bóng đá nữ SEA Games 32. Trong hiệp 1 thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã chơi tốt trong khoảng 2/3 thời gian thi đấu đầu tiên với bàn mở tỷ số của Huỳnh Như. Thế nhưng trong khoảng 10 phút cuối, Myanmar thiếu tập trung đã khiến cho hình ảnh của Kim Thành gặp nhiều sóng gió và một trong số đó đã khiến cho chúng ta phải nhận bàn thua đầu tiên ở SEA Games năm nay. Hậu vệ biên cũng như là trung vệ của chúng ta đã không áp sát kịp thời để cho đội bạn thoải mái chuyền bóng và đánh đầu.
Myanmar đã có sự thay đổi người đầu tiên. Cầu thủ rời sân là Maythet Monmin và người vào sân là Yuper Khine. Người vào sân là cầu thủ áo số 12 đang xuất hiện trên màn hình. Hiệp 2 là một hiệp đấu mà chúng ta sẽ cần phải phân phối sức hết sức hợp lý. Khi mà đội bạn được đánh giá là sung mãn hơn về mặt thể lực. Nền tảng thể lực của họ đã được thể hiện một cách hết sức rõ nét trong trận đấu ra quân của mình với đội tuyển nữ Philippines. Họ đã chơi với một nền tảng thể lực tốt cho tới những phút cuối cùng và tận dụng thời cơ để ghi bàn thắng quyết định, mang về 3 điểm trước một đối thủ đánh giá là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch, ứng cử viên cho tấm huy chương vàng. Trong những phút đầu tiên của hiệp 2 thì có vẻ như là Myanmar đã rút kinh nghiệm. Vừa rồi là tình huống phải nhận thẻ vàng, lỗi cao chân của Huỳnh Như. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Nhiệt độ trên sân thực sự là rất nóng, nhưng chúng ta phải giữ được những cái đầu lạnh. Nhất là với một đối thủ già dơ và có thừa kinh nghiệm như Myanmar. Đội bạn có đủ tinh quái để khiến cho chúng ta cảm thấy bị ức chế về mặt tinh thần. Với những cầu thủ kinh nghiệm trên sân thì chúng tôi nghĩ rằng đội tuyển nữ Việt Nam thừa hiểu điều đó. Và chúng ta cần phải chơi chắc chắn. Quan trọng là tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra. Và hàng thủ cần phải rút kinh nghiệm với những sai lầm ở trong hiệp 1. Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chưa có bất kỳ một sự điều chỉnh nào. Thúy Nga. Trên các nền tảng của chúng tôi lúc này đang có khoảng 50.000 khán giả đang cùng theo dõi và đồng hành với ekip của OnSport của VTV Cup đang truyền tải những tín hiệu trực tiếp từ sân vận động Army của thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Rất cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là phá bóng an toàn. Nhưng chúng ta là nhà đương kim vô địch và muốn bảo vệ thành công chức vô địch thì đội tuyển nào chúng ta cũng phải vượt qua. Đó là điều chắc chắn. Dù là Philippines hay Myanmar hay Thái Lan, chúng ta đều phải vượt qua để hướng tới mục tiêu đó là tấm huy chương vàng SEA Games thứ 8 trong lịch sử.
Thanh Nhã là cái tên đã nhận được những bình luận và sự chờ đợi nhiều nhất của khán giả để vào sân trong thời điểm mà đội tuyển nữ Việt Nam bế tắc. Và chúng ta đã được tận hưởng niềm vui quả treo bóng vào khiến cho thủ thành Mionia Nianin đã gặp khó và không thể bắt dính bóng. Và Thanh Nhã đã có mặt đúng lúc, trái bóng đã đi đúng vào chân của Thanh Nhã. Và việc còn lại là rất đơn giản, 2-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Và huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn ổn định bộ khung ở hàng trung vệ. Hải Yến. Vạn Sự. Lỗi rồi. Thẻ vàng dành cho hậu vệ Mè Ma Ma Xòe của Myanmar. Không phải, đó là thẻ vàng dành cho June Yuyeo. Chúng tôi đã nói tới sự lắt léo và tinh quái của Vạn Sự. Đây là cầu thủ sẽ được tin tưởng trong vai trò quấy phá hàng thủ đối phương. Vạn Sự không có chiều cao tốt nhưng bù lại có sự lắt léo và tốc độ. Nếu như chúng ta có được một bàn thắng nữa thì coi như là những nỗ lực của Myanmar sẽ không còn hy vọng gì cả. Thái Thị Thảo. Thu Thảo. Thanh Nhã. Khin Malatun. Khin Malatun đã lùi về rất sâu để triển khai bóng. Hay quá, Thái Thị Thảo cướp được bóng rồi. Phản công cho đội tuyển nữ Việt Nam, Thùy Trang. Bên trong là Hải Yến, căng ngang đi. Đó là dấu chấm hết cho những hy vọng của Myanmar. Kinh nghiệm của Thùy Trang đã lên tiếng. Tuyệt vời, không có gì để nói. Đó là một bàn thắng mang đẳng cấp của tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Thùy Trang. Trong hiệp 2 chúng ta cũng đã phần nào thể hiện được sự hiệu quả. Đó là điều mà chúng ta đã không có được ở trận đấu đầu tiên. Sau khi có được 3 bàn thắng trong hiệp 1 thì ở hiệp 2 những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mai Đức Chung không một lần giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có thêm bàn thắng. Và ngày hôm nay thì ông đã có những sự thay đổi và nó đã mang lại tác dụng. Sự có mặt của Thanh Nhã và Thùy Trang đã mang về 2 bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và lúc này chúng ta đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-1. Phút bù giờ thứ 3 rồi. Có nhiều khán giả trên luồng livestream của chúng tôi dự đoán là đội tuyển nữ Việt Nam thắng 4-1. Và hy vọng là chúng ta sẽ có bàn thắng ở khoảng 2 phút còn lại của trận đấu. Kết quả này sẽ giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta dẫn đầu bảng đấu này sau khi kết thúc lượt trận thứ 2. Nếu như có được 3 điểm ở trận này, chúng ta sẽ có được 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó thì Myanmar chỉ có 3 điểm và Philippines tối đa cũng chỉ có được 3 điểm thôi. Và cơ hội để chúng ta có được ngôi nhất bảng để có được một nhánh đấu dễ thở hơn ở bán kết là hoàn toàn có thể.
Hải Yến. Vạ Sự. Hoàng Thị Loan. Lỗi của một cầu thủ Myanmar với Hoàng Thị Loan. Chúng ta sẽ chờ quyết định của trọng tài. Đó là một tình huống kéo dài thời gian của các cô gái áo đỏ. Chỉ còn khoảng hơn 30 giây. Các khán giả tại Việt Nam lúc này đang đếm ngược rồi. Không còn cơ hội nào cho Myanmar nữa. Như vậy là theo những thông báo từ ban tổ chức thì Hải Linh vào sân. Hải Linh vào sân để thay cho Trần Thị Thu. Đó là một sự thay đổi ở vị trí trung vệ. Nó cũng là một sự thay đổi người mang tính chiến thuật của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Vẫn là Thanh Nhã. Hải Linh vào sân để thay cho Thu Thảo. Và đúng lúc này, trọng tài chính bà Thiên Dìn người Trung Quốc đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nữ của SEA Games 32. Thật tuyệt vời khi chúng ta đã có những thời điểm gặp khó khăn, nhưng trên tất cả chúng ta đã cùng nhau đoàn kết vượt qua và có được 3 điểm vô cùng quan trọng ở trận đấu này. Chiến thắng với tỷ số 3-1 sẽ giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam dẫn đầu bảng A sau lượt trận thứ 2 và có nhiều lợi thế để tiến vào vòng bán kết với ngôi nhất bảng. Qua đó sẽ có một nhánh đấu thuận lợi ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi tận hưởng những cảm giác, những cảm xúc thật tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm nay. Và hãy cùng đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam ở những trận đấu tiếp theo để cổ vũ cho nỗ lực của các cô gái Việt Nam.